Anh ơi, chiều nay anh có một cái cuộc họp rất là quan trọng với cả đối tác nước ngoài ấy. Em gửi anh thông tin của cuộc họp ấy để anh chuẩn bị ạ. Đối tác nước ngoài à? À thế em bảo cái cậu phiên dịch viên ấy chiều nay có mặt giúp anh ấy. Nhưng mà anh đuổi bạn ấy rồi còn đâu nữa. Đuổi bao giờ? Thì cái hôm mà anh ở trên cái sân khấu ấy thì xong rồi anh bạn ấy dịch không được ấy, xong rồi anh đuổi bạn ấy thôi còn gì. À nhớ rồi. Không sao, em cứ sắp xếp cuộc họp cho anh nhé. Chiều nay anh họp. Vâng ạ. Ok. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Anna from ADC Group. ADC Group à? Please sit down. Ngồi xuống. Ngồi. Okay, thank you. Okay. My name is Dũng. I am director ở công ty này. This is my dự án. Dự án Diêu hiểu không? Ôi dồi ôi, sếp ơi, sếp nói tiếng Anh trình độ IELTS 9.0 cái này thì người ta làm sao mà hiểu được. Cái điện thoại S24 Ultra của sếp mới mua đâu. Đây, đây để em giới thiệu cho sếp một cái tính năng mà sếp cũng nói chuyện với lại cả người ta được nhá. À thế à? Ừ đây nhá, đầu tiên là anh quẹt thanh thông báo xuống này. Anh vào cái tính năng là phiên dịch viên. Ở đây ấy, thì người ta có thể là anh cho anh thoải mái luôn, có thể nói chuyện với cả đối tác nước ngoài luôn, đến hỗ trợ lên đến tận 13 thứ tiếng, anh thích tiếng nào cũng có luôn đấy anh. Ví dụ như ở đây anh chọn tiếng Anh này đấy, xong bây giờ anh cứ muốn nói thì anh bấm vào đây, cứ anh cứ nói tiếng Việt thôi là bên kia người ta vẫn hiểu được là anh đang nói gì. Xịn chứ nhở.